Câu chuyện đầu tiên là không yêu được nên ghét cho bỏ tức. Ai mà Hằng Ngọc có vậy? Em. Chờ. Sao em luôn luôn lạ vậy? Cá tính, cá tính. Câu chuyện này là hồi xưa em đi học. Mới đầu em cũng thích bạn đó, nhưng mà bạn đó lúc sau cũng chơi chung nhóm luôn. Thì em có để ý thì là bạn đó có cái cách biểu lộ kỳ lắm, giống như là chị Trinh kể nãy á, nhưng mà bạn đó không có gạt chân em. Em thì em hỏi lúc hồi nhỏ em rất là ít ai chọc, tại vì lúc kia lúc kia em ghét lắm, nó chọc hoài, nó đi theo, nó chọc hoài, nó đi theo, nó chọc miết luôn. Cái một hôm cái em điên lên, cái em cầm cái chổi em phang vào đầu nó. Em kiếm cái chổi đâu ra vậy? Tại vì em chật nhật, em cầm cái chổi chật nhật. Ai biểu nó đứng sau lưng, cái lúc này lúc kia, xong rồi cái hồi nó em điên lên, cái em phang giữa trường luôn. Cái hai đứa vô phòng giám thị. Cái em đánh nó tiếp, nhưng mà nó không có đánh lại em mà nó xin lỗi. Nó càng xin lỗi em càng đánh nó. Rồi xong này. Dạ đúng, em ghét lắm. Lúc đó tự nhiên em đổi thành từ rất là quý nó, rất là thích nó nha. Tại vì nó cũng rất là vừa học giỏi vừa đẹp trai nữa. Xong rồi chuyển thành ghét. Ghét một khoảng thời gian sau, khoảng một sau thì sau này em biết nó là nó thích em. Nhưng mà nó biểu lộ kỳ quá, mà lúc đó em cũng tính khí em mới lớn sao cũng kỳ nữa, nên thành ra hai đứa cùng kỳ, hay không có hiểu nhau. Thế các chàng trai đã từng làm cái điều gì để mà gây sự chú ý với đối phương? Anh trai. Trời ơi, làm nhiều thứ gớm hơn nữa. Ví dụ. Hả? À, bún dây. Vậy thiệt luôn hả? Thiệt. Thô bỉ. Đúng thiệt luôn á, hồi xưa là bản thân mình là tự nhận mình luôn là một người cực kỳ thô bỉ. Thô bỉ ở cái mức độ mình có thể thô bỉ ở bất cứ đâu á. Có một lần cũng như là thích chọc cái đó, kiểu như vậy á, giỡn giỡn như sao, lúc mà chọc á mà người ta dí mình cũng biết là mình chuẩn bị chạy á, quay qua mặt đập vô tường cái bóp không có lủng lỗ, máu chảy quá trời luôn, nhưng mà vẫn đi vô phòng giám thị chọc phòng giám thị. Rồi xong cái hình như là lần đó là tôi bị đình chỉ học 3 ngày tại vì là chọc giám thị. Ủa là thích giám thị à? Không, tại vì là không thích là cứ chọc chơi vậy đó. Cuối cùng cái bị phạt. Ủa rồi liên quan tới chuyện của con gái, chuyện nam nữ thì sao? Thì nãy giờ tôi đang đá lộn đề. Đây. Lộn đề sao? Rồi, ok, anh Nhất. Thực sự thì lúc còn nhỏ thì rất là nghịch. Đó là mình hay có mấy trò mình bắt cái con thằng lằn á, bỏ vô trong vỡ đồ á của người ta, cái người ta mở ra bắt giục văng luôn, la lên sợ hãi là mình là thích thú, giống như mình phải chọc cho mấy bạn đó rồi như là sợ hãi á, rồi mình là thích. Nhưng mà có thích người ta không? Mình thích nghịch bạn như thích quậy đó. Cảm giác ngày hôm nay hai người này ngồi kế nhau có lộn đề hai người luôn hay sao? Ý là mình có làm cái gì để mình gây ấn tượng với người ta không? Bí mắt. Dạ có. Anh phải đúng đề nha. Anh phải đúng đề nghe chứ, không phải đánh lay nghe chứ. Nhưng mà ở đây là có hai cái trường hợp. Nếu mà cái người đó em thích thật sự thì em gây cho người ta sự ấn tượng bằng cách là nếu mà như trong hồi cấp 3 đi, thích người ta là mình sẽ lại, mình sẽ mua quà, mua bánh, mua nước gì đó mình là mình thích. Còn cái người mà mình không thích á, thí dụ như là cái người mà không thích nhưng mà vô tình sau này hai đứa lại thương nhau, là ghét nhau và ngồi sát bên nhau, để viết bài xem đụng tay nè, cho nó quẹt, cho tập nó chơi. Nó ghét lắm, em cũng ghét nó lắm. Bao gai và cố luôn. Trời ơi, đi học bàn mà kẻ cái phấn này nè, kẻ ngang này nè, bàn này bàn tao, bàn này bàn mày nha, mày đụng qua tao hốt mày đó. Mà mình là lúc nào cái đầu gối mình cũng còn phấn không? Không, ý là mình vẫn thương nhau, sau này là thương nhau đó. Ghét nhau xong rồi tự nhiên lại thương nhau, nó lại có một cái cảm giác hay lắm á, thú vị lắm. Hồi đó cái chỏ lúc nào cũng bị dính phấn. Mình làm gì mà em lại có chuyện biến tâm lý đó? Tự nhiên tới lúc đó tự nhiên cô ấy tốt hẳn ra. Bình thường là cái gì cũng mét anh hiểu không? Mét bài, xong tự nhiên một ngày nọ cái mình quên làm bài, xong cái làm bài chưa? Tưởng lên mét cô. Chép đi. Đưa tập, chép đi. Trời ơi. Ok. Mà chép từng chữ mà cảm thấy à, sao chữ đây đẹp quá vậy ta. Chép xong rồi cảm ơn, mình cảm thấy rất là xóa liền cái vết phấn luôn á. Thiệt, vậy là cô giáo thất bại từ đó về sau là bị bác chép hoài luôn phải không? Chép hoài luôn chướng. Mà chép mà đúng không luôn, điểm cao không luôn, không phải cần chép lạc đề gì hết, chép vô đó là đúng. Đó, cô giáo thứ hai đã bị lừa. Thiệt á, bại. Mọi người điều kiện quá. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện thứ hai coi nè, để coi cái câu chuyện này nó éo le như thế nào nè. Người con trai khiến các vệ tinh khác e sợ. À, đây là cái mẫu người mà bạn nào ghét xong rồi thích vậy? Đúng rồi, đây là câu chuyện của em ạ. Anh không bất ngờ đâu. Em kể đi. Dạ, em xin được phép kể câu chuyện của em.
Câu chuyện này là hồi đó em đi học cấp 3, em gặp một cái bạn giống như anh Max gì á, là rất là quậy mà tự nhiên cô sắp cho ngồi kế. Hồi đó em được phân làm cái lớp phó kỷ luật, thì xong rồi em á là em được một cái rất là thông minh ở điểm là mình sẽ ghi lén lút và mình nộp cho cô lén lút để cho các bạn trong lớp đều yêu thương mình và không ghét bỏ mình. Cây kim trong một có ngày lời ra. Thì một hôm đó em vừa canh nó đi ra khỏi cái cửa đó đúng không, em móc sổ em ghi liền. Tự nhiên em đang ghi thì nó đi từ cái cửa kia, nó đi vòng phía sau vô. Hồi đó là lớp em có hai cái cửa, cửa này có thể vô hai cửa. Nó giật cuốn sổ em anh, nó giật em hết hồn luôn. Nó ê trả đây, không là em mét cô. Cái nó là không trả. Trời ơi, nó lật ra từ những ngày đầu của anh, nó nói mày ghê ha. Nó khám phá ra được bí mật của em. Là trời ơi, cái nào cũng có tên, nó cái nào cũng có tên. Ghét nhất cái dạng này luôn á, thời gian luôn. Đúng không? Em học chung với anh thề với em luôn á, thiệt luôn á. Ghét nhất cái gì mà im im mà mét. Đúng không? Anh ghét kiểu vậy đúng không? Ừ, anh ghét cái kiểu như anh smart gì đó. Nó xé anh, bắt đầu nó xé nha. Nó xé, nó cầm cái sổ nó xé rẹt như xé giấy số vậy đó. Nó xé hết luôn, trời em tức mà. Lúc đó cảm thấy là tức. Nó lên tới đây mà không biết làm thế nào, tại vì đánh là đánh không lại rồi. Em chỉ em rất là giỏi mét thôi. Còn mẹ mới nói là giờ có trả không, không trả là mét cô. Lần này là mét là thế nào cũng bị tội nặng, thế nào cũng bị mời phụ huynh. Cái nó quăng cuốn sổ lại cho em nè, thấy nó kỳ đúng không? Nó đang làm cho anh hả dạ? Ừ, nó quăng lại nè, nó nói nè đó, bây giờ cái sổ chống trơn rồi đó, nộp cho cô đi, nộp đi. Em bình tĩnh lại, em phải suy nghĩ một cái phương án thông minh hơn. Nó về chỗ rồi, xong rồi em canh cái tiết là buổi chiều là cô chủ nhiệm của vào của họp lớp. Thì khi mà cô bước vô là em nhanh tay em ghi lại tất cả các tội lỗi của nó. Xong rồi em mới nộp cho cô. Sau khi mà cô cầm cái cuốn sổ đó thì cô nói là ủa tại sao Minh lại vi phạm nhiều như vậy? Mà cái vấn đề này tôi đã họ em nói tên nó rồi. Em xin lỗi, cắt nha, đừng có nói tên nha. Tại sao là bạn ấy lại vi phạm nhiều vấn đề như vậy? Cái chuyện này là tôi đã họp lớp với em, với lại phụ huynh em là cách đây mấy ngày rồi. Tại sao em quá lì lợm như vậy, em kéo thi đua của lớp đi xuống. Tôi không đồng ý nữa, bây giờ tôi sẽ mời phụ huynh của em trong chiều nay liền. Em nhìn qua mặt nó đỏ anh, em bắt đầu em sợ em run run rồi đó. Mặt nó, mặt con trai mà tức mà mặt tới đỏ mặt là anh biết là nó tức em tới cỡ nào. Anh biết nó ghim em anh. Em cảm thấy run sợ, lần đầu tiên trong cuộc đời em cảm thấy run sợ. Cái em nói là cô ơi con sợ quá, bây giờ con mà bạn nó quá tức con rồi, bây giờ con lỗ như vậy rồi, thay cô cho con từ chức, con không làm chức này nữa, con quá sợ các bạn. Cái xong rồi nó không sao đâu, nó mà làm gì con thì nó chết với cô. Chỉ một câu đó thôi em cảm thấy yên tâm. Em vẫn vui vẻ đi về, xong rồi nó chặn đường em thiệt anh. Nó chặn em ở dưới cái bãi xe đạp á, nó nói là ê mày gan ha, bữa nay tao khỏi cho mày về nhà ăn cơm luôn. Xong nó ủa mày làm gì tao, tao thách mày á, cô nói hả mày đụng tới tao là mày chết với cô nha con. Xong rồi nó nói là ừ mày ghen lắm con. Xong nó cười nó đi về. Là em cảm thấy ủa thằng này tâm lý hơi bị lạ. Đáng lẽ khúc này là nó phải đập em bầm dập chứ tại sao tự nhiên nó cười cười mà cái kiểu như là cười cái kiểu mà thích á, cười cái kiểu con này có cái tính này hay quá ta, sao nó được như đứa nào làm với mình như vậy. Thằng này nó kiểu là đầu gấu trong lớp mà, đứa nào cũng phải sợ mà, tại sao có một cái con lạc loài không sợ mà lại thách thức nó như vậy, nên là nó cảm thấy là phấn khích trong lòng á. Xong rồi qua ngày sau thì mua nước ngọt cho uống luôn, ghê không? Rồi bắt đầu có những cái sự quan tâm đồ. Mà nó mua em uống luôn. Ừ, này mua nước ngọt này kia kỳ kỳ rồi, đó kỳ kỳ. Xong rồi cái một ngày nó viết thư anh, đại loại là thích em. Có đẹp trai không? Thì cũng được, nhưng mà trong lớp ai cũng sợ. Nhưng mà cái cảm giác mà khi mà có một người mà đứng đầu lớp mà bảo vệ mình á, mà không ai dám đụng tới mình, có nghĩa là đứa nào đụng mình là sẽ chết với nó giống như vậy á. Rồi kể từ đó cho đi, rồi em có viết cái lỗi nó nữa không? Viết cái lỗi mua nước ngọt vô uống á. Rồi cuối cùng mà hai bạn có thích nhau không? Có, nhưng mà âm thầm thôi. Bạn Minh á, bạn Minh. Âm thầm thôi. Bạn Minh á hả? Quen một miếng thôi. Nói chung là đã từng ghét như vậy và cuối cùng là thích nhau. Đúng rồi. Cả thế giới phải được biết là anh thích em. Wow. Câu chuyện này là của ai vậy? Nghe nó có mùi trẻ con không anh? Vào cái độ tuổi hiện tại thì anh thấy đây là một cái chuyện khá là trẻ con. Nhưng mà em cứ kể cái tình huống của em ra đi, anh mới nhận xét được. Đây là một cái lý do tại sao em lại ghét bạn này. Là tại vì khi mà bạn ấy trong cái quá trình mà theo đuổi em thì giống như là thể hiện cho tất cả mọi người đều biết là em là của bạn ấy. Như là tại vì tụi em lúc đó là chơi chung một cái nhóm, thì trong nhóm đó thì có hai người
cùng một lúc đang theo đuổi em. Thì cái bạn kia cũng theo đuổi mình, nhưng mà cái kiểu người ta thích, nhưng mà người ta rất là đàn ông, người ta ít nói, người ta chỉ hành động hoặc là những cái hành động quan tâm nhỏ nhỏ thôi. Còn cái bạn này thì bạn ấy trẻ con, tức là ngược lại luôn, thích thể hiện ra ngoài. Kiểu bạn ấy cũng biết là bạn kia đang thích em, cho nên lúc nào cũng show ra cho mọi người thấy là bạn ấy đang công khai quan tâm của bạn đó, quan tâm tấn công em kiểu vậy. Giống như khi mà nhắn tin á, thì thay vì bạn ấy có thể nhắn tin riêng cho em thì bạn ấy nhắn vào trong cái group luôn, trong group của tất cả mọi người, nhắn là bữa nay em có muốn ăn gì không, anh mua cho em. Kiểu em cảm thấy, mình đọc thấy như thế là mình cảm thấy rất là khó chịu. Ủa, làm như vậy để làm gì? Để chứng tỏ cho những người kia thấy là anh đang quan tâm tôi hả? Kiểu lúc đó em rất là ghét. Em nói là tại sao lại thích mình? Một người thích mình thật sự thì người ta sẽ không có thể hiện như vậy đâu, người ta chỉ làm hành động thôi. Em rất là ghét con trai nói nhiều, thật sự em rất ghét người đó. Và em gọi là đi nói xấu luôn á. Em đi nói với lại bạn thân của em, bạn khác nói ơi sao mà hành xử kỳ quá, con trai gì đâu mà nói nhiều quá rồi này này nọ. Em nói cuối cùng rốt cuộc lại dính. Dính với ông rốt trẻ con lại, phải không? Rốt cuộc lại dính với bên này chứ không dính với ông kia hả? Lại dính với anh trẻ con. Là thật ra là cũng do, nói chung là nhiều hoàn cảnh đưa đẩy, thì có một cái khoảng thời gian là em với bạn đó phải làm việc chung với nhau. Có khoảng thời gian rất là dài và chỉ có hai đứa ở cạnh nhau thôi, cùng với những người lạ khác. Em chỉ quen biết mỗi một bạn này thôi, cho nên là giống như mình chỉ có một người này làm bạn thôi, cho nên là hay tâm sự nói chuyện với nhau, và người này cũng đứng ra để bảo vệ mình trước những người còn lại kiểu như vậy. Thì sau một thời gian vậy thì mình lại thấy được một cái mặt khác của người này, tức là ngày xưa thì nói nhiều thiệt nhưng mà không có làm, nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình thấy là có làm nhiều hơn nói, tức là họ ra mặt bảo vệ mình, họ cho mình những cái idea, những cái ý kiến, họ nói chung là họ là một người cho mình thấy được là thật sự yêu thương mình chứ không phải là chỉ thể hiện thôi như ngày xưa mình thấy. Nên cái quá trình đó làm mình thay đổi và mình bắt đầu có cảm tình lại. Bởi vì ông bà ta nói không sai ha, nhất cự ly nhì tốc độ, chỉ cần người ở cạnh nhau thì nó có cơ hội để mà tấn công liền, còn cái bạn kia thì đúng là tiếc nuối ha. Có thể nói rằng là khi mà con trai á, mà thường là khi mà họ muốn làm quen hay là muốn cua một cô gái nào đó, thường sẽ có rất là nhiều cách. Có những người thì họ sẽ âm thầm, họ lặng lẽ để mà họ tấn công. Nhưng mà có những người thì họ cũng như là phải nói cho cả thế giới được biết chứ đừng có ai đụng vô hết. Cái vệ tinh khác đừng có đụng vô hết. Thì nếu là các bạn nam thấy cái cách nào là tốt hơn? Em thì em thấy ông không chọn cái cách là sẽ show ra cho mọi người biết rằng người đó là của mình. Ở trước mắt là người ta đâu phải là của mình đâu. Nếu mình làm như vậy là mình vô tình làm cho người ta ghét mình hơn. Mình phải âm thầm. Còn Nhất thì sao? Còn theo Nhất thì Nhất nghĩ là có lẽ là tùy vào cái tình huống, tùy vào cái trường hợp, thì có những lúc mình phải âm thầm, có những lúc mình cần phải thể hiện ra. Lúc nào thể hiện anh? Ví dụ như những cái lúc mà mình đi chung với nguyên đám chẳng hạn, mình đi chung với bạn nữ đó và các có nhiều bạn nữ khác đó, cái lúc đó mình cần phải thể hiện là mình sẽ quan tâm bạn nữ đó nhiều nhất. Thấy người ta nói ít rồi người ta nói hay không? Ủa với bạn chê ở đây ai nói nhiều mà nói dở gì? Anh bạn dài bảo á. Nãy giờ anh chưa kể gì luôn hết. Anh bạn đặt câu hỏi không? Trời tội quá. Anh trai. Anh luôn á. Hả? Hết em nói được. Không, nếu như mà là anh á thì là anh sẽ muốn thể hiện, tại vì thực sự á mình thà mình đấu tranh vì một cái gì đó đi, thà mình thể hiện ra người ta ghét cũng được, người ta không thích cũng được, nhưng mà ít nhất là mình nói ra được cái chính kiến của mình. Được là không được thì thôi, tùy. Đó là cái khoảng thời gian đó là theo anh nghĩ đó nha, là anh chàng nó thể hiện là như vậy đó. Là mình muốn bạn, mình muốn là bạn chỉ có một mình thôi, chứ không phải là xung quanh mình có gì hết. Bây giờ bạn ghét mình cũng chịu nữa, nhưng mà tại vì là trong lúc đó là người ta chỉ nghĩ được cái đó thôi, không nghĩ được những cái xa hơn là cái bạn kia, là bạn phải âm thầm làm này làm nọ. Thì con người ta là mỗi người mỗi khác nhau mà, đâu giống nhau được đâu. Thì vô hình chung á, cái điều đó là làm cho bạn bị ấn tượng á, đúng. Thấy không? Cái gì mà cứ ghét nhau là tự nhiên các bạn sẽ nhớ dai lắm. Ghét là nhớ dai. Rồi khi mà hơn cái chỗ nha, là cái chuyện của các bạn là tự nhiên lại có cơ hội làm chung. Đó, rồi từ cái làm chung đó là các bạn tâm sự với nhau, rồi cái tình cảm nó nhen nhóm, mà cảm thấy là thực sự là tự nhiên cái con người này là sau một cái khoảng thời gian rất là trẻ con như là em nói, thay đổi hoàn toàn luôn. Tại lúc đó là cái lúc mà là em không thể nào không có cảm tình được, tại vì khác hoàn toàn đối với những gì em suy nghĩ. Đó là ý kiến của các chàng trai, các cô gái. Nhã nghe mọi người nói nãy giờ Nhã cũng biết, nhưng mà kiểu như mà đã tạo ấn tượng không tốt với Nhã là Nhã cạch luôn. Nhã sẽ không thích là dẹp luôn, Nhã không tỏ thái độ là tôi không vừa lòng hay sao. Nhã đã cảm thấy không thích là Nhã bye bye luôn. Như vậy là chưa bao giờ Nhã có một cái chuyện tình nào là thích cái người mà mình từng ghét hết hả? Toàn là được thích người mình thích không. Đúng rồi. Tại vì được một thích khi người mình thích.
Nhã không bao giờ ghét ai hết. Nhã chỉ là không thích một cái điểm gì đó, nhưng mà không có nghĩa là Nhã ghét người đó hoàn toàn. Nhưng mà một khi Nhã đã cảm thấy không thích thì Nhã sẽ kiểu như là hạn chế nói chuyện, hạn chế tiếp xúc luôn, để không có tạo thêm nhiều tình huống nữa. Thì mình đâu có biết những cái tình huống nó xảy ra nó tốt hay xấu đâu, nhưng mà căn bản là mình đã không thích thì nó rất là dễ xảy ra những cái trường hợp không hay. Nên mình hạn chế luôn. Thế nên là cũng không có cái trường hợp Nhã sẽ thích cái người mà Nhã không thích đâu. Rồi, bây giờ ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo nè. Vẻ bề ngoài không nói lên tất cả. Đây là câu chuyện của ai? Chắc đây là câu chuyện của em á. Thì ở đây là em không có đến nỗi là ghét cái bạn này lắm. Chỉ là trước đó là em chỉ biết bạn này qua Facebook và qua những người bạn, đồng nghiệp này thôi. Thì người ta cho mình một cái ấn tượng là hơi kiểu trẻ con, chứng tỏ, bốc đồng. Thì đó là một cái kiểu mà em thật sự là không thích lắm ở một người đàn ông. Không phải gu luôn. Sau một thời gian thì lại có một cái dịp là em phải làm việc với các bạn này. Thì cái ấn tượng đầu tiên nữa chứ là bạn ấy bước vào trong cái phòng làm việc, mình chào bạn ấy hay là bạn ấy lại phớt lờ cho em ăn trái bơ. Đó thì em thấy kỳ cục trời, mình đã chủ động chào hỏi trước mà rất là lịch sự rồi mà mình không có nhận được một lời chào, thấy hơi khó chịu rồi. Tại vì mình đã có ấn tượng không tốt trước đó, còn cộng thêm nó nữa. Nhưng mà cái đến lúc mà mình phải làm việc giao lưu với bạn ấy á, nói chuyện rồi trao đổi á, thì mình mới thấy là cái cách của bạn này nó có thêm là bạn ấy rất là nhẹ nhàng, điềm tĩnh hơn, là một người khá là hiền so với những cái gì mà mình thấy trước đó qua cái phong cách của bạn đó hay cách cư xử, cách thể hiện. Thì lúc đó em mới giảm được cái ấn tượng xấu về các bạn đó luôn. Thì lúc đó mình cảm thấy ồ, tự nhiên em thấy một cái cảm tình tốt rồi chứ, nó xoay hẳn qua 360 độ như vậy luôn á. Thì sau này về bạn ấy cũng add Facebook rồi nói chuyện. Lúc đầu thì cũng nói chuyện bạn bè bình thường qua lại thôi, nhưng mà sau một thời gian nói chuyện nhiều hơn, hiểu hơn thì lại có cảm tình. Và sau đó thì cũng cho nhau cơ hội tìm hiểu. Thì thường người ta hay nói là nếu như mà mình thích một cái người mà cũng thích mình thì đó gọi là duyên, đúng không? Còn cái kiểu mà là ngày xưa mình ghét người ta hoặc là người ta cũng từng ghét mình mà cuối cùng hai người lại gặp nhau thì giống như là oan gia gõ hẹp vậy đó. Ghét lắm là khỏi luôn á. Em với đó đây là em có cảm tình hơi không tốt thôi á. Chứ còn ghét là đã không vừa mắt, không vừa tính, rồi cách cư xử thì không thể nào mà dính được. Thực ra thì đây là một cái chuyện mà Bảo nghĩ rằng là các bạn khán giả thì cũng ít nhiều gì các bạn cũng có từng một cái lần như thế. Thì nếu như mà các bạn có một cái câu chuyện gì hay thì các bạn cũng có thể chia sẻ về fanpage của chúng tôi để mà chúng tôi có thể thảo luận câu chuyện của các bạn, để mà chúng ta có thêm những cái kinh nghiệm trong cuộc sống, bởi vì chương trình là giải mã tình yêu mà, đúng không? Thì câu chuyện của ai sẽ không ai giống ai cả, và biết đâu thì câu chuyện của các bạn lại là những cái câu chuyện thú vị thì sao. Thì hy vọng rằng là bây giờ thì chưa, nhưng biết đâu vô chừng một lúc nào đó trong tương lai chúng ta lại đang ghét một ai đó thì bất chợt lại thích thì sao. Chuyện đời không ai biết được, mà đó chính là cái điều thú vị trong tình yêu. Thì một lần nữa xin được cảm ơn Duy Nhất cũng như là Vmax rồi Ngọc Trai cũng như là sáu quả xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay tham gia chương trình. Và cũng cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Các bạn hãy nhớ chia sẻ câu chuyện của các bạn thông qua fanpage của chương trình Giải Mã Tình Yêu trên Facebook các bạn nhé. Và nếu các bạn có bỏ lỡ bất kỳ số nào thì cũng có thể xem lại kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc ở tuần sau là 22:30 chủ nhật trên H7 quý vị nhé. Xin chào, hẹn gặp lại ạ. Em tới rồi nè. Em có mặc áo mà không? Tìm tình yêu đích thực những ngoài đời một trời một vực với Profile, với tính năng EKYC xác thực hình ảnh, pickable cho bạn smart thật, sẽ chi thật.